xin kính chào quý vị và các bạn. ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. sau đây là nội dung chi tiết. phó giám đốc sở y tế võ thị ngọc lắm cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai. theo đó kết quả xét nghiệm đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn salmonella. ngoài ra một số mẫu khác nhiễm vi khuẩn ecoli và một số vi khuẩn khác. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi PHM 14 tuổi, một trong những bệnh nhân của vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Phần lớn các mẫu thực phẩm lấy từ cửa hàng bánh mì Cô Băng, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh và các mẫu bệnh phẩm lấy từ các bệnh nhân nhập viện điều trị có tỷ lệ nhiễm khuẩn Salmonella cao, một số mẫu khác nhiễm khuẩn E. coli. Cụ thể, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR và cấy phân tìm tác nhân gây ngộ độc trên 29 mẫu bệnh phẩm do bệnh viện và viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16 trên 29 mẫu dương tính đồng thời với hai chủng vi khuẩn Salmonella và E. coli. 9 trên 29 mẫu dương tính với vi khuẩn E. coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng khi vụ ngộ độc xảy ra do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghi nhận 4 trên 8 mẫu thực phẩm như pate, thịt lợn đã qua chế biến, chả lụa, dưa muối chua có kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella. Do đó, Sở Y tế Đồng Nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có liên quan đến vi khuẩn Salmonella tính đến chiều ngày 6 tháng 5. Trong số 568 bệnh nhân nhập viện và đến khám liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai, đã có gần 4 trường hợp bệnh nhân sức khỏe ổn định được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Vi khuẩn Salmonella có trong thực phẩm, nguồn nước ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khi nhiễm Salmonella là từ 6 đến 72 giờ sau khi ăn. Thông thường từ 18 đến 36 giờ sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau quằn bụng, tiêu chảy, ấn lạnh sốt, một số ít người còn bị buồn nôn, ói mửa, các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần, trong đó tiêu chảy có thể kéo dài tới 10 ngày, một số ít trường hợp có thể bị biến chứng nặng, nếu nhiễm Salmonella lan rộng xuyên qua ruột có thể dẫn đến tử vong. Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy thường xuất hiện qua đường ăn uống, khi xâm nhập vào cơ thể Salmonella sẽ sinh ra độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. Theo tổ chức y tế thế giới, ngộ độc Salmonella có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như mất nước nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong. Đặc biệt trẻ em và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngộ độc Salmonella do hệ miễn dịch của họ còn yếu. Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt gia súc, gia cầm sống hoặc chưa được nấu chín. Ngoài ra vi khuẩn này cũng có thể lây nhiễm qua rau củ quả chưa được rửa sạch hoặc chưa được tiệt trùng. Để phòng ngừa ngộ độc Salmonella, người dân cần lưu ý ăn chín, uống chín, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm, trứng và hải sản. Rửa sạch tay trước khi chế biến và ăn uống. Rửa sạch rau củ quả trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng cách. Mới đây, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa có vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dê ở đám cưới theo thông tin ban đầu từ tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thái bình xác nhận cho biết trên địa bàn vừa có vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh dê ở một đám cưới ở phường hoàng diệu thành phố thái bình tỉnh thái bình cụ thể sau khi nhận được thông tin vụ việc có nhiều người phải nhập theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình nghi do ngộ độc thực phẩm vì ăn tiết canh trong tiệc cỗ cưới tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm thái bình đã vào cuộc xác minh làm rõ Bước đầu xác định trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 5 tại gia đình ông Hát ở Tổ Năm, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, có làm hàng chục mâm cỗ để chuẩn bị đám cưới cho con. Bữa tiệc chủ yếu là người thân đến dựng dạp cưới. Trong bữa ăn trưa ngày 1 tháng 5 có 20 mâm cỗ với khoảng 120 người ăn với thực đơn gồm các món thịt gà rang, tôm kho, canh dưa cà, bát tiết canh dê. Được biết, dê giết mổ tại Ninh Bình và vận chuyển tiếp thịt về Thái Bình phần nhân làm tiết canh chế biến từ tai, gan, cuống, họng, lợn đã luộc chín. Mỗi mâm có một bát to tiết canh để người ăn tự lấy ăn theo nhu cầu. Buổi chiều ngày 1 tháng 5 và sáng ngày 2 tháng 5, gia đình ông Hát tiếp tục tổ chức bữa cỗ thực đơn gồm gà luộc, tôm trao, chân giò hầm, dê tái, mèo xào, mực xào, ba ba nấu chuối, giò bò, xôi ruốc và cơm tám. Qua điều tra cho thấy, 16 giờ ngày 4 tháng 5, ông PTT, sinh năm 1957, là người có tham gia ăn các bữa cỗ nói trên có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn phải, đã đến khám và nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị. Khoảng 10 ngày trước đó, ông Tê có vết thương ở ngón chân cái bị mưng mủ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Tê có diễn biến nặng, sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến khoảng 4 giờ 08 ngày 5 tháng 5, bệnh nhân đã tử vong và được chẩn đoán ra viện là nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gút. Ông T có tiền sử ăn tiết canh tại đám cỗ do gia đình ông H tổ chức. Đến đêm ngày 5 tháng 5, sáng ngày 6 tháng 5, khi nhận được thông tin ca bệnh là ông PTT diễn biến nặng và tử vong, nhiều người dân cùng ăn bữa cỗ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5 với ông T đã chủ động đến khám tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trong số đó, 8 người khai có triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, có tiền sử ăn tiết canh bữa trưa ngày 1 tháng 5 và có nguyện vọng được lên tuyến trên điều trị nên đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai lúc 22h51 ngày 5 tháng 5. Tuy nhiên, qua thăm khám theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai, có 6 người đã được xuất viện về gia đình. Hiện tại, ở Bệnh viện Bạch Mai còn 2 người đang theo dõi điều trị, là hai con dâu của ông PTT. Bên cạnh đó, 10 người khác khai chỉ có triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau mỏi vai gáy, có ăn tiết canh, đã nhập và được theo dõi tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Đến 11 giờ 30 ngày 6 tháng 5, cả 10 trên 10 người không còn triệu chứng gì khác thường. Xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu bình thường, hiện đang chờ kết quả nuôi cấy máu. Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thái Bình đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi, làm rõ nguyên nhân sự việc. Mới đây, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân vụ sạt lở khiến 7 người thương vong là do nhóm công nhân này dựng lán tạm để nghỉ trưa sát con suối. Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Kỳ Liên cho hay, vị trí xảy ra sự việc là lán công nhân dùng để nghỉ trưa được dựng tạm cạnh con suối, khi gặp mưa lớn, nước từ thượng nguồn dồn về cuốn theo đất đá đã đổ ập xuống vị trí lán tạm của công nhân gây ra sự việc thương tâm. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, nguyên nhân chủ yếu của vụ sạt lở là do ảnh hưởng của thiên tai. Hiện cơ quan chức năng chính quyền địa phương tiếp tục tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, mưa lớn khiến khu vực thi công dự án đường điện 500 kV mạch 3 đoạn đi qua phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, móng cột số 28 bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn lũ quét đã làm lán trại của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên xây lắp điện 4 đang trú mưa ở khu vực che suối gần công trình đang thi công, cách khoảng 100 mét bị vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương, tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương đi cấp cứu. Cũng trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đến bệnh viện động viên thăm hỏi 4 công nhân bị thương. Sau vụ sạt lở tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng một người với 3 công nhân tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng một người với 4 công nhân bị thương. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ sạt lở để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn. Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung thông tin kịp thời diễn biến thời tiết bất lợi để cảnh báo các nhà thầu, người dân khu vực dự án có phương án phòng chống phù hợp chỉ đạo chủ đầu tư dự án đang thi công ra soát ảnh hưởng sạt lở và khắc phục hậu quả đồng thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thi công các công trình trên địa bàn